Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nghiêm trì giới luật, học nhẫn nhục. Giới luật là sanh mạng của người tu hành. Người phạm giới cũng bi ai, đau khổ giống như sanh mạng mình đã bị đứt đoạn. Lúc Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Ngài đã từng nói với tôn giả A Nan rằng: lấy giới làm thầy. Đây cũng là sự chứng minh về tánh trọng yếu của giới luật. Nghiêm là nghiêm minh, cũng có nghĩa là trang nghiêm minh sát. Người tu hành không được tùy tiện nói năng lung tung, lúc nào cần thì nói, mà nói cũng phải có chừng mực, hợp pháp, không được nói năng hồ đồ, nói theo cách khác. Khi đi đứng nằm ngồi, nhất định đều phải có thứ tự, không phải là tôi muốn như thế này thì tôi làm như thế này, đó không phải là giữ giới luật. Trì là trì giữ, cũng có nghĩa là dùng tay nắm giữ một cách cẩn thận, thời khắc nào cũng chú ý, không giải đãi. Chúng ta nên tập trung tinh thần để giữ gìn giới luật. Giới là phòng phi, ngăn ngừa chuyện sai trái, cũng có nghĩa là cấm ngưng các việc ác, gọi là chư ác mạt tác. Chúng thiện phụng hành, không làm các việc ác, dân làm các điều lành. Giới là khuyên răn trước khi chúng ta phạm tội. Luật là trừng phạt người sau khi đã phạm tội. Ví như rắn, khi bò thì nó uống cong mình, đến lúc chung vào ống cống thì nó thẳng mình ra, đó là công dụng của giới luật. Luật là pháp luật, bất luận khi chúng ta làm việc gì cũng phải phù hợp với quy luật, gọi là không có cơm ba thì không vẽ thành tròn được. Chúng ta không nên hành động một cách tùy tiện, như làm cản trở tự do hoặc xâm phạm lợi ích của kẻ khác. Nói tóm lại, nghiêm trì giới luật là không nổi giận. Khi công phu tu nhẫn nhục của chúng ta đã đúng mức, thì dù gặp nghịch cảnh, thuận cảnh gì, chúng ta cũng đều chịu đựng được các thử thách mà không động tâm. Hơn nữa, chúng ta vẫn giữ được tâm bình khí hòa và xử sự một cách điềm tĩnh. Khi đạt đến trình độ như thế, chúng ta sẽ không thể không giữ quy củ nề nếp. Phàm người không giữ quy củ là bởi công phu tu nhẫn nhục chưa đủ, cho nên họ mới không thể kiềm chế được ngọn lửa vô minh, để rồi bị nó thiêu trụi hết cả công đức mà họ đã tu được bấy lâu. Giảng ngày 6 tháng 6 năm 1981. Ha ha ha, 问什么的说